Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, dưới sự bảo kê của Lâm Động, bọn người Mạc Lăng thành công giữ được cái mạng nhỏ của mình trước sự uy hiếp của vô số cường giả, sau đó chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa từ một tông phái hùng mạnh tên là Càn Vân Tông. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Một vài thân ảnh từ trên không bay vút qua hướng về phía viễn cổ bí tàng, người dẫn đầu chính là Liễu Bạch mà Lâm Động đã gặp. Liễu Bạch đại ca, xem ra huynh rất coi trọng tên Lâm Động đó. Theo sau Liễu Bạch, một nam tử trên mặt có vết sẹo tựa như con rết nhìn về phía sau bỗng nói, tuy có chút bản lĩnh, nhưng hắn có tư cách hợp tác với bọn chúng ta thật sao? Một nam tử mặt trắng khác cũng nhíu mày nói. Khí tức của những người này đều khá mạnh, mà bản thân hắn cũng có danh tiếng ở địa vực Tây Bắc, nghe nói vào 2 tháng trước bọn họ đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 2, so với Thạch Khôn rõ ràng là mạnh hơn không ít, vì thế hắn cũng không vì Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn mà cảm thấy sợ hãi. Lời nói của hắn cũng không có ý coi thường Lâm Động, chỉ là những đối thủ bọn họ phải đối mặt ai cũng mạnh hơn Thạch Khôn, mà Lâm Động dù gì cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nếu hợp tác thì dường như không biết phải nói từ đâu, hắn không đơn giản như những gì bọn chúng ta nhìn thấy đâu. Người đột nhiên lên tiếng chính là Mục Hồng Lăng, kẻ từng có chút xung đột với Lâm Động. Đôi mắt hoa đỏ liếc nhìn hai người kia, bộ dáng mệt mỏi nói, nếu không các ngươi cho rằng Mục Hồng Lăng ta dễ dàng bị đuổi như thế sao? Tên tiểu tử đó đá thẳng ta ra khỏi không gian bí thược, bao nhiêu năm nay, nam nhân dám đối xử với ta như thể chỉ có mỗi mình hắn. Liễu Bạch khẽ cười, cũng hơi gật gù, nói, khi ở trong viễn cổ điện các ngươi cũng đã gặp hắn rồi. Thực lực khi đó của hắn chỉ là bán bộ niết bàn, hơn nữa tinh thần lực hiển nhiên là chưa trải qua phong lôi kiếp. Còn hiện nay thì sao, hắn và Thạch Khôn giao đấu tại Đan Hà, thiết nghĩ có lẽ hắn tu luyện ở đó 2 ngày, mà chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đó, thực lực hắn không chỉ đột phá niết bàn cảnh mà còn vượt qua niết bàn kiếp. Trong các ngươi đã có ai hoàn thành 2 bước đó một lúc chưa? Hơn nữa hắn không chỉ vượt qua niết bàn kiếp mà có lẽ còn có phong lôi kiếp nữa, ha ha, đồng thời vượt qua 2 kiếp nạn đó mà vẫn sống sót, ai dám nói hắn đơn giản, 2 nam tử đều là nhị nguyên niết bàn vừa rồi nghe vậy. Sắc mặt đều có phần thay đổi, một lúc vượt qua cả niết bàn kiếp và phong lôi kiếp, đúng là điều này bọn họ không làm được. Không phải bọn họ chưa từng gặp cường giả cùng tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực, nhưng đa số cường giả đều thận trọng tách ra 2 kiếp nạn này ra, rất ít người giống như Lâm Động cùng vượt qua 2 đại kiếp nạn. Riêng điểm này cũng đủ thấy hắn bất phàm rồi. Hơn nữa theo ta được biết, khi đánh bại Thạch Khôn, Lâm Động đã từng thi triển một môn linh vũ kỹ. Hừm, ta rất hiếu kỳ tại sao một tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp mà có được nhiều tuyệt chiêu như vậy, cứ thế này thì hắn có thể sánh ngang với thiên đao rồi. Liễu Bạch khẽ cười, ánh mắt có phần thèm muốn, bách triều đại chiến nửa năm nữa mới bắt đầu, thật khiến người ta càng ngày càng mong chờ, ta thật muốn biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân vật ẩn mình xuất hiện đây. Sau khi bọn Liễu Bạch rời đi, Lâm Động cũng từ trên trời đáp xuống rồi cùng Tiểu Viêm. Đi tới trước mặt 3 người bọn Mạc Lăng đang há hốc miệng nhìn, thấy bọn họ như thế, hắn không khỏi thấy buồn cười, rồi tiện tay ném ra 3 tấm ấn phù. 3 người vội vàng bắt lấy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hiện giờ các cường giả khác hiển nhiên đã không còn có ý nghĩ động thủ nữa. Quả thực bọn họ không xem 3 người bọn Mạc Lăng ra gì, nhưng có Lâm Động ở bên cạnh thì tình hình lại khác, không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà huynh đã đạt được trình độ này rồi. Mạc Lăng cười khổ nhìn Lâm Động, nói, có cơ duyên thôi, không phải mọi người cũng vậy sao? Lâm Động cười cười, nếu 3 người bọn Mạc Lăng có được truyền thừa của Càn Vân Tông thì hiển nhiên thực lực cũng tăng mạnh, sau này chưa biết chừng còn có khả năng vào niết bàn bảng. Ha ha, xem ra gần đây đi theo huynh, bọn ta cũng có được chút may mắn. Đỗ Vân cười rồi nói, nếu huynh có ý với Càn Vân Tông thì bọn ta đưa huynh cùng vào, xem có được truyền thừa gì không? Bọn họ đều biết nếu như Lâm Động không đến kịp thời thì bọn họ chưa nói đến việc giữ được ấn phù, chưa biết chừng ngay cái mạng cũng mất luôn rồi. Nếu đã chỉ có 3 ấn phù thì chắc cũng chỉ có truyền thừa đủ cho 3 người thôi, ta đi vào không tiện. Ha ha, đừng lo cho ta, trong viễn cổ bí tàng này còn có không ít truyền thừa đâu. Lâm Động lắc đầu, đương nhiên hắn không thể lấy mất suất của bọn Mạc Lăng, hơn nữa tuy Càn Vân Tông có thể xem như là không tệ, nhưng chưa đủ để khiến hắn quan tâm, tâm lý này cũng giống như bọn người Liễu Bạch vậy. Thứ truyền thừa tông phái này đối với Lâm Động hiện giờ mà nói có lẽ không quan trọng lắm, nhưng đối với 3 người bọn Mạc Lăng thì đủ cho bọn họ theo đuổi, giống như những cường giả của vương triều cao cấp khác. Để ta hộ tống mọi người đi vào, khi nào bắt đầu truyền thừa thì ta sẽ rời đi. Lâm Động hơi trầm ngâm, nói, nghe thấy thế, 3 người bọn Mạc Lăng đều cảm động, khẽ cảm thán. Ban đầu rời khỏi vương triều Đại Viêm, Phụ Vương dặn bọn ta phải đi theo huynh, xem ra Phụ Vương nói không sai, hồi trước khi Lâm Động và Lâm Lăng Thiên xung đột, bọn họ đều chọn đứng về phía Lâm Động, giờ nghĩ lại đúng là có phần may mắn. Đúng là Lâm Lăng Thiên thiên phú rất tốt, nhưng nếu kết giao bằng hữu, trong mắt bọn Mạc Lăng, hắn tuyệt đối không bằng được Lâm Động. Đi thôi, bọn chúng ta vào trong di tích xem có được gì hay không,
Mạc Lăng hất đầu. Rồi bỗng nhìn Tiểu Viêm ở sau Lâm Động, vị đây là, hắn là Lâm Viêm, huynh đệ của ta, mọi người cũng gặp rồi, chính là con yêu hổ đi theo ta trước đây, bây giờ đã đột phá niết bàn cảnh, thoát khỏi hình dạng yêu thú rồi, Lâm Động mỉm cười nói, ồ. Ba người bọn Mạc Lăng sững người, kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm, rõ ràng bọn họ không ngờ đó lại là đầu yêu thú vẫn đi theo Lâm Động trước đây. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay, nghe vậy ba người bọn Mạc Lăng cũng gật đầu, giơ bàn tay ra, ba ấn phù chậm chậm bay lên, cuối cùng biến thành một tia sáng bắn lên quầng sáng bao trùm di tích viện cổ, lập tức quầng sáng ấy tách ra một khe hở. Thấy khe hở đó xuất hiện, đám người Lâm Động không chút chậm chân, lập tức thân hình khẽ động, tiến vào trong khu di tích trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám người xung quanh, ầm ầm, sau khi bọn Lâm Động đi vào trong, lập tức cả hòn đảo rung chuyển, rồi tất cả cùng nhìn thấy cả di tích đã biến mất một cách quỷ dị dưới sự bao phủ của chùm sáng. Trên không trung, tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực, không cam tâm tản đi, tiếp tục tìm kiếm di tích khác, mong mình cũng may mắn như ba người bọn Mạc Lăng. Trong khi bên ngoài mọi người đang tản đi, thì bên trong, đám người bọn Lâm Động đang hiếu kỳ quan sát di tích vừa mới xuất hiện trước mắt. Đó là một cái quảng trường cổ lão, phía trước còn có một tòa cung điện lớn. Đây chính là tông phái viễn cổ sao? Ba người bọn Mạc Lăng tò mò nhìn xung quanh, ở đây tuy nhìn không hoành tráng lắm nhưng cũng có khí tức rất mạnh mẽ, phụt phụt. Khi hội Lâm Động bước vào không lâu, trong tòa cung điện kia bỗng bắn ra ba tia sáng, cuối cùng bao trùm lấy ba người bọn Mạc Lăng, đồng thời một luồng hấp lực muốn hút ba người vào trong đại điện, xem ra truyền thừa sắp bắt đầu rồi. Thấy vậy Lâm Động hơi khựng lại một chút rồi khẽ cười, Lâm Động huynh, nói cảm ơn thì quá khách sáo, nhưng tiểu tử ngươi thật xứng mặt huynh đệ, được làm bằng hữu với ngươi là phúc khí của bọn ta. Ba người bọn Mạc Lăng cũng cảm nhận được luồng hấp lực đó, rồi trịnh trọng ôm quyền với Lâm Động, cười nói, Mạc Lăng vừa dứt lời, cả ba bị luồng ánh sáng kéo ngược vào trong điện, rồi một quần sáng chói lòa phong tỏa cả đại điện lại. Nhìn đại điện đã bị phong tỏa kín mít, Lâm Động khẽ cười, hắn cũng mừng vì bọn Mạc Lăng có được kỳ ngộ này, ba người bọn Mạc Lăng bị hút vào trong. Quảng trường bỗng chốc trở nên trống trải, Lâm Động quét mắt nhìn rồi đưa Tiểu Viêm tiến lại một tấm bia bằng thạch ở giữa quảng trường. Trên tấm bia không có vũ khí gì cả, mà chỉ ghi chép những thông tin về viễn cổ bí tàng, Lâm Động cũng rất có hứng thú với những thông tin này. Vì thời gian cũng đã lâu nên những chữ trên đó có phần mơ hồ, nhưng Lâm Động vẫn có thể đọc được những từ quan trọng. Liên minh Thiên Cương, 108 tông, thập lục hộ tông, tứ đại huyền tông, bốn tông chí tôn, nhìn những từ này, ánh mắt Lâm Động có phần chấn động, Liên minh Thiên Cương có lẽ là liên minh tông phái của viễn cổ bí tàng này rồi, không ngờ lại có đến 108 tông phái. Quy mô thật không nhỏ, thập lục hộ tông, có lẽ Càn Vân Tông là một trong số đó. Tứ đại huyền tông có lẽ chính là những người thống trị cao nhất của liên minh này, xem ra truyền thừa quý giá nhất trong viễn cổ bí tàng này chính là của bọn họ. Có lẽ bọn Liễu Bạch kia chính là nhằm vào truyền thừa của bọn họ. Lâm Động bí môi, nếu hắn đoán không nhầm thì tứ tông điện chính là nơi quan trọng nhất của viễn cổ bí tàng. Có lẽ sinh tử chuyển luân đan cũng ở đó, Lâm Động không ở lại lâu trong di tích Càn Vân Tông này. Sau khi thấy ba người bọn Mạc Lăng đã thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, hắn liền rời khỏi quảng trường, có mục tiêu cuối cùng, Lâm Động cũng không phải suy nghĩ nhiều, tuy trong viễn cổ bí tàng này có không ít truyền thừa. Nhưng cái hắn cần không phải truyền thừa thông thường, không động thủ thì thôi, đã động là phải động cái tốt nhất, mà rõ ràng là truyền thừa lớn mạnh nhất trong viễn cổ bí tàng này thuộc về tứ đại huyền tông kia, bọn họ là người lãnh đạo liên minh Thiên Cương, truyền thừa của bọn họ chắc chắn không phải thứ tầm thường. Đương nhiên Lâm Động cũng biết không chỉ có mình hắn là nhằm vào truyền thừa của tứ đại huyền tông, thậm chí những nhân vật như Liễu Bạch cũng thèm muốn. Vì thế muốn lấy được nó cũng không phải việc đơn giản, dù sao thì những vương triều và cường giả có tư cách và dã tâm nhằm vào tứ đại huyền tông chắc chắn thực lực hơn hẳn vương triều Ma Nham và Thạch Khôn, bọn chúng đều là những đối thủ khó nhằn. Tứ đại huyền tông, bất luận thế nào nhất định ta phải có được một môn truyền thừa trong đó thì chuyến đi này mới không phí công, Lâm Động ngẩng lên nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Quãng đường tiếp theo Lâm Động không dừng chân vì bất cứ chuyện gì. Thậm chí dù một vài nơi có tin xuất hiện di tích thì hắn cũng chẳng chút động lòng, phương hướng không đổi, thẳng tiến vào sâu trong viễn cổ bí tàng. Khoảng nửa ngày sau hắn cảm thấy dường như nguyên lực thiên địa xung quanh ngày một đậm đặc hơn, không gian cũng ngày một đổ nát hơn, vô số những đường nứt vỡ tựa như lưỡi liềm tử thần ở khắp nơi, nhìn có phần thảm hại. Khoảng một giờ sau Lâm Động bỗng cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên, hắn nheo mắt lại nhưng nghĩ ra điều gì. Ánh mắt có phần mừng rỡ. Sự mừng rỡ anh lóe lên trong mắt Lâm Động, hắn ngẩng lên nhìn về phía xa, không gian ở đó đột ngột đỏ rực lên, mơ hồ như có những đám mây như màn lửa thiêu đốt mịt mùng chắn hết mọi đường đi. Càng đến gần, Lâm Động càng nhìn rõ hơn thứ đó, cuối cùng lông mày hắn không kìm được mà giật giật, đó là một biển lửa đỏ rực không biết lan tỏa đến nơi nào,
biển lửa cháy rừng rực như thiêu đốt cả không gian vốn đổ nát ở xung quanh biển lửa. Đó càng như méo mó hơn, không gian vô cùng bất định. Niết bàn phần thiên trận, Lâm Động quan sát cảnh tượng hoành tráng đó, miệng lẩm bẩm. Hắn đã đọc được trên tấm bia đá, ở trong nơi sâu nhất trong viễn cổ bí tàng có một trận pháp bảo vệ, rõ ràng biển lửa trước mặt đây chính là nó. Nó có tên là Niết bàn phần thiên trận, muốn vào nơi sâu nhất của viễn cổ bí tàng nhất định phải vượt qua biển lửa này. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.